chúng ta đến với phần man pick giữa Flashwoop cũng như là Buriram Esports. Và ngày hôm nay thì Flashwoop sẽ ra sân với một lineup như sau, gồm có Ireza, Cookie, Brooks, Demon và Ison. Còn bên kia Buriram United Esports thì họ có Wazzazz, Kinemon có lẽ là người chơi xạ thủ, Achenvi, Shiba đi rừng và Noel ở khu vực đứng trên. Shiba một cái tên chúng ta cũng khá là quen mặt ở trong giải đấu Icon Series tiền mùa giải khu vực Thái Lan. Nếu như bạn có theo dõi thì giải đấu trước đó chúng tôi cũng có bình luận tiếng Việt của cái giải đấu đó. Và Noel thực sự cũng là một người chơi khá nổi bật, chính xác hơn là Shiba chứ. Shiba là người chơi khu vực đứng rừng khá nổi bật. Và để xem ván thi đấu này anh ta có thể thể hiện được mình trước một đại diện được đánh giá rất cao đến từ khu vực Đài Bắc Trung Hoa là Flashwoop hay không. Vâng, và Flashwoop đã có hai sự lựa chọn cấm của mình, đó là Chitana cùng với đó là Galio. Cấm rất nhanh vào vị trí của Galio, có vẻ như các đội tuyển đến từ Đài Loan rất sợ quân bài này vì nó là quân bài kiểm soát khá tốt đầu và giữa trận. Trong khi đó Buriram United họ cấm cho mình Camille và Seraphine. Đúng là như vậy. Và những lượt cấm được hoàn thiện thì first pick bên phía của Flashwoop họ đang hướng đến là Gragas và họ đã quyết định lựa chọn nó. Trong khi đó thì phía bên kia Buriram United Esports đã trả bằng cặp đôi ở khu vực đường dưới Rakan và Seiya. Bây giờ thì bên phía Flashwoop lấy cho mình đó là Kai'Sa. Con bài Gragas họ chọn vẫn mở nha, nó vẫn có thể đi được cả đường trên, đường giữa. Và bây giờ tôi đang định nói là có thể đi được cả support nữa thì không. Ngay lập tức Flashwoop lấy cho mình đó là Alistar. Con bài này kết hợp rất tốt với Kai'Sa. Đúng là như vậy, một Alistar với đầy đủ những cái khả năng cống chịu của mình. Và chúng ta cũng thấy được con Alistar trong ván thi đấu trước thậm chí lên cho mình đó là đai lưng Hextech. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong một thế trận mà khi bạn đang áp đảo thì mới có thể sử dụng được cái phép lên đồ đó thôi. Còn nếu như trong một thế trận mà con Alistar bị ép hoặc là một thế đang bất lợi thì phần đa là sẽ lên cho mình thú tượng thạch giáp để gia tăng thêm khả năng chống chịu. Và tiếp theo đó thì bên phía tuyển Flashwoop quyết định lấy Lee Sin và Ari là những sự lựa chọn cuối cùng của họ. Trong khi đó thì Buriram lấy cho mình quân bài đó là Zik. Rất ngạc nhiên khi mà Flashwoop họ không lấy cho mình quân bài Zik khi họ là được chọn trước. Zik trong ngày thi đấu hôm nay được mang ra rất nhiều và tỷ lệ thắng rất cao. Lượng sát thương cũng như là khả năng đẩy đường của vị tướng này là đang được đánh giá là tier S cộng ở đường giữa rồi. Và họ lấy cho mình thêm sự chọn đó là Vai để giúp cho vị tướng Zik này cũng như là Saya có được nhiều khoảng trống sát thương hơn. Đồng ý. Và với việc xuất hiện vì trong khu vực rừng thì Shiba anh ta vẫn sẽ sử dụng những con bài đánh mạnh về giai đoạn đầu. Tuy nhiên phía bên kia thì Cookie cũng có được Lee Sin trong tay. Thì khả năng cao là ở những cấp độ đầu tiên chúng ta có thể thấy được những cuộc cọ sát và bùng nổ từ cả hai bên. Buriram thì họ đánh theo cái thiên hướng đó là đổi đường nhiều. Còn Flashwoop tôi rất thích cách đánh của Flashwoop đó là cách đánh cực nhanh từ đầu trận. Họ ganh rất nhiều và chuyển sang xâm lăng rừng của đối phương cũng rất nhiều ngay từ giai đoạn đầu. Và bây giờ Buriram tập trung tới 4 người ở đường giữa đẩy cực nhanh đàn lính khiến cho Bruce phải lùi về trước áp lực quá lớn. Đúng là như vậy, Bruce đã phải lùi lại một nhịp và hiện tại Shiba bắt đầu vòng rừng của mình với một đỏ. Lee Sin trong tay Cookie cũng là một điều tương tự, điều dễ hiểu mà thôi. Và với việc là những cái bãi quái rừng hiện tại nó đã bị tinh giảm một chút về quái người đá cũng như là con cóc thì hiện tại các người chơi đi rừng theo thương hướng ăn thịt nhiều như là Lee Sin cũng như là Vi thì đang có thể nói là dành thời gian khá nhiều trong khu vực rừng của mình chứ không hay là đi ra ganh ở những cấp độ sớm như cách mà chúng ta thường thấy ở những meta trước. Một pha trade ở đường giữa và một trước đó là một tình huống trao đổi chiều đường dưới kéo đi được tới 2/3 cây máu của Demon và Shiba. Bruce sau một pha trao đổi anh ta đã phải ăn ngay cho mình cái hạt hồi phục. Và bây giờ Shiba đang có một tình huống xâm lăng bùa xanh của đối phương và Cookie có vẻ như anh ta biết anh ta cũng đang đứng trên tầm nhìn của đối phương nữa, loay hoay ở bãi chim rất lâu, có lẽ anh ta sẽ mất thêm cả bãi cóc nữa. Ở đường trên thì Isera với chất tướng Ragat lên chống chịu thì anh ta cũng sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm trước Gare khi mà hai vị tướng này thì hai bức tường đánh nhau thôi, thường cũng chỉ là kéo farm hòa thôi. Và hiện tại thì Lee Sin có vẻ như anh ta cũng không biết được là vị trí của Shiba đang ở đâu, bởi lẽ vừa rồi Shiba đã sử dụng cho mình máy quét để có thể đảm bảo chắc chắn rằng là anh ta không bị phát hiện tầm nhìn. Anh ta đang xử lý con cua ở nửa trên, trong khi đó Lee Sin xử lý luôn con cua ở nửa dưới sau khi ăn xong hai bãi. Như vậy thì xét về mặt lượng tiền có lẽ người chơi đường rừng bên phía của Flashwoop còn thiếu một chút nữa để có thể sánh ngang được với Shiba. Anh ta có 3 bãi quái rồi. Bây giờ Cookie lao vào xâm lăng bùa xanh của đối phương nhưng có sự xuất hiện của người đi đường giữa cũng như là cả hỗ trợ đây nữa. Mình sẽ 3-1 xuất hiện hành tráng trúng vào người Cookie. Cookie hộ thể về rất nhẹ nhàng thôi nhưng anh ta sẽ không có được con bùa xanh trong tình huống vừa rồi. Giai đoạn đầu trận thì Cookie đánh khá tốt khi mà anh ta ăn con bùa đỏ kéo nó rất sâu vào bụi cây và không bị phát hiện bởi hạt soi sáng ở đường trên. Thì Sarah lại đánh vào Noel một đánh nữa thôi. Nhưng mà không dườn. Vâng, không dườn, rất bình tĩnh đúng không? Có chiêu cuối, Isa muốn làm gì đây? Liệu rằng anh ta có tốc biến lên để tung chiêu cuối hay không?
đang có một tình huống lùa nhẹ, và Noel thì trong khoảng thời gian đó cũng đã hồi phục lại tương đối rồi, cho nên là quyết định sẽ là lui đi và cản lính ở tầm hai trụ của ESA mà thôi. Nhưng có vẻ như là lợi thế của con Gragas ban đầu vẫn đang được tạo ra dành cho một con Garen. Và cái tên của Isera đã nói lên tất cả rồi. Đây là cái tên Isera của anh ta, là con rồng mà điều khiển thế giới trong giấc mơ. Một con rồng rất bình tĩnh và có thể nói nhảm, nó rất là bình tâm trước mọi thứ xảy ra trong cuộc sống bình thường như là Isera vậy. Cái pha vừa rồi tôi chắc chắn là một đòn đánh thường thôi, Noel sẽ nằm xuống, những cái sự bình tĩnh từ Isera khiến cho anh ta không biết là nó là một cái chắc cú hay là anh ta bỏ đi lỡ một cơ hội ăn được chiến công đầu nữa. Tôi tưởng anh đang khen người anh, tôi tưởng không, anh đang tôi, thần thánh tôi hóa cảm thấy pha đấy nên Isera hơn. Lên thế nhưng mà vừa rồi cũng là một tình huống mà Isera cảm giác như là muốn chơi theo một cái kiểu an toàn nhiều hơn, anh ta cầm cho mình thậm chí cả lá chắn, trong khi đó thì Noel lấy thiêu đốt. Vậy mà pha vừa nãy mà Isera không la vào thì có lẽ hơi sai đúng không? Phí nhở, tốc biến vào sau đấy có thể dùng chiêu một hoặc gì đó đánh thường thôi, có khi Noel cũng đã ngắp ngoài rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì phút thứ 3:30 của ván thi đấu chưa có bất kỳ một điểm hạ gục nào cả. Lượng tiền vẫn đang gọi là xem nhau mà thôi. Và khoảng 20 giây nữa thì con rồng nước đầu tiên của ván đấu sẽ xuất hiện. Đã có tín hiệu về nhà đến từ các thành viên của cả hai đội để tiếp tục hướng đến con rồng nước một cách toàn vẹn nhất. Chưa nhìn thấy có quá nhiều những cái sự bất ngờ ở trong ván thi đấu này. Nhưng mà trên người của C3 anh ta đang để cho mình đó là một cái gươm đồ tể nhỉ? Gươm đồ tể. Tôi cảm thấy cái cách lên đồ này nó sẽ khiến cho cái việc kiểm soát rừng của anh ta bị chậm và một pha một băng trụ từ Isan, nhưng mà có Water Jay đến đây và anh ta cứu được cho người đồng đội của mình về một tình huống có thể là một bắt lẻ vào xạ thủ của đối phương trước thềm dòng nước. Và bây giờ đội hình của Flashup cũng như là Burira họ đang muốn tập trung kiểm soát đường tầm nhìn dưới, ở con rồng rồi. Đường dưới là một tình huống một bắt vào xạ thủ bên phía bên này. Flashup Demon đã phải sử dụng chiêu cuối của mình nhưng anh ta an toàn. Trong khi đó thì một cú choáng đôi rất đẹp và tiếp theo đó là thu lâu từ vị trí của Demon. Lượng máu quá thấp, có tốc biến và Ison hạ gục thành công được anh ta. Một tình huống các thành viên của Flashup có điểm hạ gục chiến công đầu và họ đang thừa thắng xông lên. Hô gió chuẩn xác, C3 mất rất nhiều máu, C3 về được. Còn ở đây người đang kẹt lại là Garen trong tay của Noel, nhưng Garen rất trâu và xuất hiện hoành tráng hất tung được một người Gragas, nhưng đây là một con Gragas chống chịu. Và qua đó thì Flashup họ đã lấy được những lợi thế đầu tiên dành cho đội tuyển của mình và giãn cách lượng tiền con số khoảng 800 tiền. Hoàn toàn đồng ý với chị Annie, đã có những lợi thế đầu tiên được Flashup giành về rồi. Phải nói đến sự xuất sắc của người chơi hỗ trợ Isan. Anh ta có một pha hất tung đôi cùng với đó một lần tốc biến vào trụ và đánh một pha cuối cùng kết thúc đi mạng của Saya phía bên kia. Pha tính toán sát thương khá là chuẩn cũng như là một pha teamwork combat khá tốt đến từ Flashup, khi mà người chơi Demon của họ mới là người bị chủ động bắt bớ nhưng họ đã gỡ lại được cho mình một mạng gục. May mắn là lúc đó Demon anh ta vẫn còn cho mình cái chiêu cuối nên anh ta ngay lập tức sử dụng bản năng sát thủ của mình, vừa tạo giáp lại vừa tạo được khoảng cách so với các thành viên của Buira Bia Tuyệt Esports thông qua bên kia vách tường, và như vậy là đã đủ một cái góc thuận lợi để cho Flashup có thể dồn đội hình của mình lên và thực hiện những tình huống wombo combo. Và với việc Aizen rất tỉnh táo trong khi anh ta combo chuẩn xác làm choáng được hai người và tiếp tục là một pha tốc biến hạ gục xạ thủ đối phương trong trụ, thì Flashup đã có điểm hạ gục chiến công đầu. Và bây giờ thì họ đang dùng cái lợi thế này để có thể đèn ép Burida United Esports trước thềm con rồng nước. Hai mắt cắm vào một bụi là hơi lỗi nha, khi mà cái con mắt đấy nó rất là quan trọng khi mà con rồng nước đã xuất hiện rồi. Bây giờ sứ giả xuất hiện thêm nữa thì với một con mắt đấy họ có thể kiểm soát thêm một vùng tầm nhìn khá là rộng nữa. Và bây giờ Flashup đẩy rất nhanh vào con rồng, được 1/3 cây máu rồi. Ở ngoài kia Isera cũng như Eason và Bruce đang chặn đội hình của Burira United lại. Đủ rất nhiều người đến từ vị trí của Rakan. Và bây giờ thì các thành viên bên phía của Burira United Esports họ đang có lợi thế. Đội hình của Flashup đang phải co cụm lại với nhau sau khi họ mất đi Isera và Cookie. Và đây là thời điểm mà Burira lên tiếng, họ chỉ mất đi C3 nhưng cũng là đủ để họ không thể nào tiến ra được hang con rồng nước này. Những tình huống trao đổi mà Flashup cùng Burira United Esports liên tiếp ăn miếng trả miếng với nhau, và đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ lại bằng hòa tiền, mạng. Và nói chung là bây giờ thì lại về vạch xuất phát thôi. Và con rồng được bỏ nhỏ, con sứ giả thì cũng vẫn còn đó. Lượng sát thương của người chơi đứng giữa hai bên có vẻ như rất là chênh lệch rồi. Khi mà Bruce ở bên phía Flashup, anh ta đóng cho mình xong cái vọng âm Luden cùng với đó là một mảnh của vọng, xin lỗi của các bạn, của quỷ thư Morello. Và cái mảnh đấy nó sẽ cho anh ta một phần xuyên kháng phép, nó sẽ đánh rất tốt vào những giao tranh đầu trận. Trong khi đó thì người chơi đứng giữa bên phía Burira cầm cho mình con bài dích, anh ta muốn đóng thẳng lên cái mũ phù thủy lấy cho mình những cái flat AP. Và bây giờ sứ giả nằm xuống trong tay của Cookie và không có sự giao tranh nào đến từ Burira United cả, họ đã tập trung về phía rồng rồi. Và có vẻ Flash cũng không biết đúng không, đánh rất hòa bình đến từ các thành viên.
Ram Nhật cũng như là Flash Wolf, họ không muốn đụng độ trực tiếp với nhau và họ muốn chia đôi mục tiêu lớn của cái bản đồ này ra. Khi mà Ram Nhật Esports họ là người có được con rồng nước, còn Flash Wolf thì là người sở hữu cho mình con sứ giả và họ cũng là người lấy được cái trụ một khu vực đứng trên, trong khi Ram Nhật Esports sở hữu trụ một ở khu vực đường dưới. À, tôi cảm thấy thì nếu mà trao đổi thì con rồng vẫn sẽ lợi hơn con sứ giả. Chỉ dùng được một lần thôi, còn những cái chỉ số cộng thêm từ những cái bùa lợi rồng nó sẽ tác động thẳng vào cái coefficient, tức là cái nó như nào, nó là cái chỉ số nó tăng tính theo vàng ấy, nó sẽ lợi hơn rất nhiều so với việc là con sứ giả hút được một hay hai cái trụ. Những cái chỉ số rồng nó là vĩnh viễn mà, con sứ giả chỉ thôi, đúng không? Đúng là như vậy, nhưng trong một tình thế mà con rồng tiếp theo xuất hiện là con rồng lửa thì bên phía của Flashwood cũng hoàn toàn có thể lợi dụng con sứ giả này để tạo ra một tình huống ép trụ và sau đó quay ra ăn rồng. Thì nó cũng sẽ là một cái bước đệm để giúp cho họ có được con rồng lửa một cách dễ dàng. Như vậy thì họ sẽ hòa với Buridam Yatut Esports về chỉ số rồng nếu như họ làm tốt. À, cái con sứ giả đấy nó còn tùy thuộc rất nhiều vào thế trận trong 2 phút sắp tới nữa. Và bây giờ 3 người ở đường giữa, 4 người ở đường giữa thả luôn sứ giả ra. Vẻ như dự đoán của chị Andy đã bị sự đóng vội của Fast Group đập tan đi rồi. Họ ngay tức thả sứ giả khẽ nước ra để tạo tiền đề giao tranh. Họ muốn lấy trụ giữa sớm. Tuy nhiên việc thả sứ giả khi mà đối phương có đầy đủ nhân sự ở đây thì nó sẽ không mang lại được cái trụ đường giữa dành cho Flash Wolf. Nhưng ở khu vực dưới này thì Brook anh ta được một mình và đẩy thẳng cái tên lính này, không bất kỳ ai ra đây để cản bước anh ta cả. Bây giờ thì mới có cặp đôi đường dưới Kinemon và Rakan của WZ đến, nhưng không làm được gì nhiều với một con Ari có 3 lần phi hồ của mình. Rất đơn giản và dễ dàng cho Brook có thể thoát về mà thôi. Một cái chiêu cuối có vẻ như là hơi làm màu đến từ Cookie khi mà anh ta thực sự không cần phải sử dụng độ long cước trong pha đấy. Và bây giờ Bruce đã có trên người mình đó là cái ngọc vô cực. Khả năng ám sát của anh ta bây giờ là rất tốt. Và tốt nhất là bên phía của Archeny cũng như là người chơi Staya cũng như Rakan. Rakan tầm này cũng khá là mỏng manh. Ngoài cái thú tượng thạch giáp ra thì một dồn của Ari cũng có thể kéo đi được khoảng 2/3 cái cây máu của Rakan nếu mà anh ta đứng ở một vị trí không thuận lợi cho lắm. Và ở thời điểm hiện tại thì chuẩn bị có một mục tiêu lớn tiếp theo trên bản đồ xuất hiện, đó là con Baron. Còn con rồng lửa thì có lẽ sau khoảng 2 phút nữa nó mới có ở trên bản đồ cơ. Và các thành viên bên phía tuyển Buda Beauty Esports họ đang kiểm soát rất tốt tầm nhìn ở đây. Nhưng những cái trụ của Blackwood thì họ vẫn đang làm tốt hơn với việc họ lấy được 2 trụ của đối phương và họ chỉ đã mất 1 trụ của mình thôi. Và ở thời điểm hiện tại thì nguồn sát thương từ một con bài ở Demon Kai'Sa trong tay của Demon thì nó vẫn đang được lớn dần. Anh ta vẫn đang là người có được vị trí tốt ở trong cái ván thi đấu này, giữ được vị trí tốt ở trong ván đấu này. Vâng, Kai'Sa giữ vị trí tốt nhưng mà tôi cảm thấy tác động của con Lee Sin suốt từ đầu ngày thi đấu hôm nay đến giờ, tất cả những con Lee Sin được mang ra tác động của nó vào trận đấu đều là không nhiều lắm. Kể cả TF, một người chơi mà có thể cầm Lee Sin càn quét trong giải quốc nội của chúng ta thì mang ra đấu trường quốc tế vẫn có một cái gì đó hơi chốc đến từ những cái người chơi Lee Sin này. Bây giờ thì trên người Lee Sin của Cookie đã có cho mình đó là kiếm Mayomu. Anh ta hướng đến tiếp theo cho mình đó là cái rìu đen, có vẻ như không muốn lấy giáp hồi sinh sớm rồi. Cảm giác như ở thời điểm hiện tại như những con bài kiểu dạng như Gia Bát Đệ Tứ ở khu vực đường rừng, những con bài khả năng chống chịu ở khu vực đường rừng vẫn đang thật sự tạo ra một cái hiệu quả tính đến thời điểm hiện tại của siêu quốc mùa hè chúng ta, đúng không? À, hầu như những trận thắng đều có góp mặt của những vị tướng kiểu như là Gia Bát Đệ Tứ ở khu vực đường rừng với những món đồ gia tăng khả năng chống chịu của mình. Còn ở thời điểm hiện tại thì Vi trong tay của Shiba cũng như là Cookie với con bài Lee Sin thì cũng đều chưa có được quá nhiều cái sự đột biến ở đây. Một pha sóng âm mơ hồ thôi, nhưng tôi chắc chắn là nếu pha đấy trúng thì Cookie sẽ lao vào và thực hiện ngay một pha insect đá ngược Shiba về và tạo tiền đề khi mà con rồng lửa chỉ còn 15 giây nữa xuất hiện. Bây giờ Isera vẫn ngủ, chú rồng vẫn ngủ ở đường trên cùng với Noel thôi. Sẽ là giao tranh 4-4 ở dưới rồng. Được Shiba về, Shiba quả này khó rồi, anh ta tốc biến đi nhưng không thể nào thoát được. Và điểm hạ gục được nhường cho xạ thủ bên phía của Flashwood, một tín hiệu không tốt chút nào dành cho Buridam United. Trước đó thì cũng là một chiêu cuối từ Archeny cướp đi khá những cái lượng máu nhưng không quá đáng kể, và các thành viên của Flashwood họ đang chấp thời cơ để có thể ăn nhanh cho mình con rồng lửa khi người chơi đi dùng đối phương ngã xuống rồi, và không còn ai, không còn gì có thể tranh chấp được con rồng lửa này với Flashwood nữa. Flashwood giành được dầu lửa nhưng nhìn vào pha siêu bom địa ngục cực kỳ rát trước đấy thì cảm thấy là Buriram United họ vẫn có những nguồn sát thương để đánh giữa và cuối trận. Và bây giờ người chơi bị đẩy về đó Isera, Demon cố gắng chống chịu nốt đợt lính và anh ta cũng sẽ biến về lên đồ sớm thôi. Bây giờ thì hai đội sẽ làm gì đây? Cả hai cánh đều đang đẩy rất hòa hoãn nha. Bây giờ nếu muốn mà tạo ra một cái thay đổi cán cân thì phải có một giao tranh lớn xảy ra. Nhưng trên bản đồ chỉ còn Baron thôi và vẫn còn quá sớm để hai đội nghĩ đến điều này.
Đúng là như vậy, ít nhất thì cũng phải có những cái lợi thế bước đệm để cho Flashwork hoặc Bram Esports đến với con Baron, chứ không thì ăn thời điểm này là quá nguy hiểm. Và các thành viên bên phía tuyển Flashwork thì họ đang bắt đầu dần dần lấy lại được những cái lợi thế của mình sau khi mất đi con rồng nước đầu tiên. Nhưng họ quyết định đổi nó với hai cái trụ rìa ngoài. Tôi đang cảm giác như cái việc tạo sức ép ở hai cánh nó cũng sẽ khiến cho đội hình của Bram Esports họ phải chia ra khá là nhiều. Và dẫn cái việc mà tập trung ở hang rồng là một điều hơi khó khăn đối với họ. Trời ơi, những cái bom nảy cực kỳ đau. Ui, một siêu bom địa ngục trúng cái mép thôi. Hai bom nảy vào một cái mép siêu bom địa ngục thôi, khiến cho đi mình gần phải lên bảng điểm số. May cho anh ta là cái gươm vô danh có khả năng hút máu và anh ta vẫn có thể bám trụ lại trong tình huống vừa rồi. Sát thương từ Zik thực sự không thể nào mà khinh thường được. Đúng, anh ta mới vậy. Chỉ có vọng âm lưu đần cùng với mũ phù thủy thôi. Giày còn chưa nâng cấp cơ, nhưng cái lượng sát thương đã gây ra là quá khủng khiếp rồi. Bởi lẽ là Zik muốn đảm bảo về mặt sát thương dành cho đội hình của Buriram Esports, khi mà Kinemon cùng WaterZ vẫn chưa thể nào có được cho mình những ngưỡng sức mạnh quá ổn định ở thời điểm hiện tại, thì Zik buộc lòng phải làm điều đó mà thôi. Cái việc anh ta không lên giày sớm để có thể dồn tiền nâng cho mình những cái món đồ chất lượng như là vọng âm hoặc là mũ phù thủy là điều dễ hiểu. Thì qua đó cái lượng sát thương của Buriram Esports mới được cải thiện. Bây giờ anh ta sẽ được lựa chọn giữa Ngọc Vô Cực cũng như Quỷ Thư Murado. Tôi nghĩ anh ta sẽ hướng đến Ngọc Vô Cực đấy, khi mà họ muốn tập trung dồn ngay lập tức vị trí của Demon. Và bây giờ giữ lại được cái trụ không đây, bật cả chiêu cuối lên đến từ người chơi hỗ trợ WaterZ rồi. Demon đứng một mình một khắp, Demon bị tả xuống, bị đột thẳng vào, anh ta nằm xuống rất nhanh. Cookie đá một cái nộ long cước quá muộn mà không giúp được gì cho người đồng đội của mình cả. Dây truyền trục tội thả ra để cho đội hình 4 người ở Flat Group cố gắng giữ lại cái trụ này. Có vẻ như trụ này sẽ bị cấu đi khoảng 1-2 sách tụ, nhưng vừa rồi là một công thức dùng rượu nổ tốt và Garen đang tràn về tuyến sau của đối phương, hạ gục thành công Lee Sin. Ở đây có thu lồng nhưng không có ai bị giữ lại cả. Trụ một khu vực được giữa dành cho Buriram Esports. Hai đội đang có những tình huống va vào nhau rất mạnh mẽ, mà Flashwork là đội tuyển bất lợi hơn khi họ mất đi Cookie và họ mất đi cả Demon ở một tình huống trước đó, khiến cho thiếu hụt về mặt sát thương khi xạ thủ của họ ngã xuống. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Annie. Xạ thủ của họ đang là nguồn sát thương chính. Mặc dù Bruce anh ta đánh một con Ari lên thiên hướng sát thủ đấy, nhưng mà cái tiền đề để kích hoạt được nội tại của Ngọc Vô Cực là chưa có. Phải có một lượng sát thương nhồi vào trước, sau đó Ari lao vào vét thì liên tục sẽ có những cái búp 20% sức mạnh phép thuật đến từ Ngọc Vô Cực nhảy ra. Nhưng đội hình của Buriram United Esports họ làm điều đấy tốt hơn. Khả năng cấu diệt từ xa của Zik cũng như một pha lao vào cực kỳ nhanh đến từ C3 chấp lấy thời cơ và hạ gục Demon, khiến cho cái trụ một đường giữa của Flat Group đã không giữ được rồi. Và bỗng nhiên từ một thế trận hòa hoãn, tôi đang cảm thấy Buriram với chất tướng giữa và cuối game của họ đang hoàn toàn lấn lướt so với Flat Group trong khoảng 3 phút vừa rồi. Đúng là như vậy, và đặc biệt tình huống đứng lỗi của Demon nó khiến cho nó đẩy cho Flat Group vào một cái tình thế thiệt thòi rất nhiều. Và Demon có lẽ cần phải cải thiện lại một chút về khả năng chọn vị trí của mình, bởi lẽ đối phương có một C3 với con bài Vi trong tay. Vi là một vị tướng có thể focus một mục tiêu rất tốt với chiêu cuối tả xung ý đồ của mình và thêm cả cú chiêu một nữa. Nhưng đây là sự sát thương rất lớn đu liên tiếp đến từ WaterZ, và anh ta bảo kê thành công cho Noel để hai người có thể cùng về một tình huống hú hồn hú vía đến từ Buriram United Esports. Suýt chút nữa thì họ để mất đi người cho Noel. Suýt chút nữa thì mất, năm nay không có Noel rồi. Nhưng mà bây giờ 10 giây nữa dòng gió sẽ ra, nhưng Flat Group lại tràn lên đường trên. Có lẽ rằng họ muốn đợi cho Buriram United lao vào dòng gió thì họ sẽ tập trung đánh Baron. Không, họ kích hoạt Baron rất nhanh, nhưng đó là trên tầm nguy nhìn hiểm của Buriram nha. Khá nguy hiểm trong tình huống này. Và tốc biến lên đấm hai người rất hay từ trợ thủ bên phía của Flashwork, nhưng anh ta vẫn đang bơi bật chiêu cuối lên. Tất cả mọi thứ chống chịu anh ta đang sử dụng hết, và anh ta cũng đã có được một tình huống băng vào và thoát ra an toàn. Nhưng không có điểm hạ gục nào được ghi dành cho Flashwork khi đội hình của Flashwork không đu theo được vào vị trí của Eason. Đúng vậy, sống rất vội đến từ vị trí Eason. Tốc biến lên với một cú bò húc nghiền nát, nó là một cái khoảng cách quá xa để cho những cái đồng đội của anh ta có thể bắt kịp. Người duy nhất bắt kịp trong tình huống vừa rồi đó là Bruce với hai lần phi hồ bám ở rìa giao tranh thì anh ta hôn gió được trúng vào người của Rakan, nhưng lượng sát thương trong tình huống đó một mình anh ta là không thể gánh vác được. Demon vẫn ở quá xa, và nhưng sau một tình huống nhấp nhả thông minh như vậy thì Flat Group lấy cho mình được con rồng thứ hai, đó là một con rồng gió. Con rồng gió thứ hai đã thuộc về Flat Group rồi. Có tất cả các thành viên của Buriram tuyệt thì ngay lập tức phải tập trung nhau ở hang Baron. Có lẽ họ cũng e ngại một tình huống Flat Group cũng sẽ lên đây để kiểm soát tầm nhìn hoặc là khởi động con Baron này chăng. Còn Buriram United Esports thì họ có đầu tàu là Noel. Chúng ta đã thấy được sự chống chịu tốt từ Noel khi mà tình huống 3 đến 4 người chơi sử dụng những cái chiêu thức của mình dồn vào anh ta mà anh ta vẫn hiên ngang đứng đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi thấy rằng Noel cũng chưa thực sự gây được áp lực quá lớn. Nói về áp lực lớn thì tôi cảm thấy Cookie trong phần đấu này có khi anh ta chả có áp lực luôn. Một con bài Lee Sin lên dìu đen rồi, nhưng nhìn anh ta vẫn rất là mỏng manh.
có rìu đen, có kiếm Mayomu rồi. Anh ta đóng thêm cho mình dây chuyền trực tội để có thể hỗ trợ những cái đồng đội từ xa nữa. Nhưng lượng tiền trên người của anh ta là không nhiều. Anh ta không thể tối ưu hóa nó bằng việc lên cái dây chuyền trực tội được. Tôi nghĩ rằng anh ta nên tập trung lên những món đồ lớn trước, hoặc là lấy cho mình một cái đai lưng để tạo ra những cái tiền để đột phá hơn. Và bây giờ Flat Group tiếp tục đánh vào Baron lần thứ hai. Để xem lần này thì họ có thành công hay không, khi mà Buya United Esports thì họ đang đứng ở vòng ngoài. Vẫn chưa có một tình huống muốn tràn vào đến từ Buidam United Esports. Eason tiếp tục mở giao tranh, lần này thì tốt hơn. Đội hình của Buidam đang bị chia cắt và người bị hạ gục đó là Water Zep Shiba còn yếu máu, đang cố gắng để thoát đi. Anh ta không thoát nổi dưới những cú bắn đến từ vị trí của Demon. Tốc biến lên, Demon đang tràn thẳng vào tuyến sau của đối phương và từng thành viên một bị hạ gục bên phía của Buidam United Esports. Bây giờ họ chỉ còn lại hai người và không còn ai đứng trên đội hình của Buidam nữa. Quét sạch dành cho Flat Group và họ đang băng thẳng đến nhà chính của đối phương. Combat cực kỳ căng thẳng và đau tim từ Flat Group, tính sát thương rất chuẩn. Tất cả người chơi của Flat Group chỉ có một chút máu trên người thôi. Tình huống vừa rồi, ông rất già Noel rất khó khăn dạ. Dành cho Buridam United Esports. Ông già Noel tặng cái chiêu cuối của mình vào đầu của con bò chống chịu Isan và nó không thể kết liễu đi được vị trí của Demon cũng như là Bruce, và để cho hai nguồn sát thương chính của Flat Group được chơi. Và đó là 1-0 dành cho Flat Group, đại diện đến từ Đài Bắc Trung Hoa đã có chiến thắng trong ngày giao quân của mình. Ừ, như vậy thì cả hai đại diện của Đài Bắc Trung Hoa đều đã có chiến thắng khi mà họ phải gặp những đối thủ được đánh giá là dưới kèo. Tuy nhiên trận thi đấu này thì cũng không thể nói là Buidam United Esports họ để thua một cách bạc nhược được, khi mà họ cũng đã có được những tình huống ăn miếng trả miếng. Họ chỉ sai duy nhất ở tình huống ăn Baron vừa rồi của đối phương mà thôi. Và cũng có thể thấy được sự xuất sắc đến từ trợ thủ Eason của Flash Group trong cái ván thi đấu này. Và đây là những gương mặt rất sáng sủa đến từ các thành viên của Flash Group. Rất đẹp trai đúng không? Rất đẹp trai. Rất mà lèm. Những cái tình huống mà combo của Eason trong giao tranh, những giao tranh cuối thì nó không trúng được nhiều người đâu, nhưng nó trúng vào những cái mục tiêu rất là quan trọng, đặc biệt là vị trí của Water Z khi mà anh ta bật cho mình cái chiêu cuối muốn lao vào giữa đội hình của Flat Group, ngay lập tức bị Isan chặn lại. Và từ đó Demon và Bruce có rất nhiều tiền đề để gây sát thương trong giao tranh. Lượng sát một điểm tối của Flat Group đi, đó là anh chàng Cookie, anh ta không gây được quá nhiều sát thương cũng như tác động của anh ta vào ván đấu này không nhiều, nhưng với phong độ không cao của anh ta thì bốn người đồng đội cũng đã có thể kéo được ván đấu này để mới thành công. Like fanpage Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến Esports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.